Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Sức khỏe của bạn của Đài truyền hình Vĩnh Long. Kính thưa quý khán giả, với sự tiến bộ của y học thì ngày nay chuyên ngành tiết niệu đã có rất là nhiều những giải pháp hiệu quả để điều trị sỏi thận. Trong chương trình Sức khỏe của bạn của Đài truyền hình Vĩnh Long hôm nay thì xin mời quý khán giả cùng tìm hiểu về những phương pháp ít xâm lấn nhất điều trị hiệu quả sỏi thận. Sự gia tăng của bệnh nhân bị sỏi niệu thời gian qua, theo các chuyên gia, có thể do nhiều nguyên nhân như lối sống, thói quen ăn mặn, ít uống nước, các bệnh liên quan đến chuyển hóa, nhiễm trùng tiết niệu và ít vận động. Điều đáng lo ngại, vẫn còn nhiều bệnh nhân bị biến chứng do sỏi gây ra chỉ vì không sớm đi tầm soát và điều trị. Hiện nay, kỹ thuật điều trị sỏi niệu nói chung, trong đó có sỏi thận, mang lại hiệu quả cao. Ngày trước, các sỏi niệu khi cần xử lý thì chỉ có một kỹ thuật duy nhất là phải tiến hành mổ hở. Đó cũng là lý do khiến người bệnh ngán ngại điều trị từ sớm. Hiện nay, để điều trị sỏi thận, y học đã áp dụng nhiều giải pháp ít hoặc không xâm lấn. Chúng ta đang theo dõi một ca tán sỏi thận ngoài cơ thể, thực hiện tại Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ. Với máy tán sỏi hiện đại, đội ngũ thủ thuật chuyên môn cao, theo dõi sát quá trình tán sỏi bằng tia laser, có thể bắn tan các viên sỏi sau 1 đến 2 lần tán sỏi, tùy theo kích thước của sỏi. Sau quá trình tán sỏi kéo dài khoảng 30 đến 60 phút, bệnh nhân vẫn tỉnh táo, đi lại nghỉ ngơi và xuất viện. Miếng sỏi nhỏ. Nhỏ tâm. Nó ra tức là chị đừng có lo nghĩ, nó ra là tốt nha chị. Dạ dạ. Nó ra là tốt. Thứ hai, đi tiểu có thể hơi hồng hồng. Dạ. Nó ra chút máu chút kẻ lắm. Dạ. Nó rất bình thường. Dạ. Mà tôi nghĩ của chị chắc không đến nỗi gì đâu. Trong lúc tán thỉnh thoảng hơi nhói đau một tí thôi, còn lại không có gì hết. Nếu như tán sỏi thế này mà nó hiệu quả cao thì em thấy là rất là nhàn đối với lại bệnh nhân. Vì khi mà tán nội soi chẳng hạn hoặc mổ hở thì bệnh nhân sẽ đau đớn hơn và mất sức nhiều hơn đối với tán ngoài cơ thể. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đàm Văn Cương, chuyên khoa tiết niệu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, sẽ tham gia tư vấn cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin được chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đàm Văn Cương ạ. Xin chào tất cả các bạn xem đài. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đàm Văn Cương, trong chương trình ngày hôm nay, như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, đó là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về những giải pháp ít xâm lấn nhất điều trị hiệu quả sỏi thận. Vậy thì Phó Giáo sư có thể vui lòng điểm qua về những tiến bộ của thời gian qua trong chuyên ngành tiết niệu điều trị sỏi thận là như thế nào? Y học ngày nay được hưởng lợi rất nhiều của khoa học công nghệ, và trong đó thì chính người dân, người bệnh của chúng ta là người được hưởng lợi. Thì hiện nay đấy, trong các cái chuyên khoa thì các khoa học công nghệ đều áp dụng các cái tiến bộ mới hết. Thì trong các cái lĩnh vực về tiết niệu của chúng tôi đó, thì bệnh nhân mà hiện nay là hầu như là những cái chuyện mà ngày xưa gọi là không thể thì bây giờ là có thể. Ví dụ như là bệnh nhân bị sỏi tiết niệu, sỏi thận, trước kia là hầu như nói đến sỏi là phải mổ, ở đây là phải hiểu là mổ mở đấy. Mổ chúng ta đi một đường rất dài, có thể đi sỏi thận chúng ta đi đường hông lưng này xuống dưới này 20-30 cm để lấy một cục sỏi thận, thì lấy sỏi thận được nhưng mà để lại di chứng rất là nhiều. Thì ngày nay nhờ cái công nghệ khoa học tốt đó, thì đã dùng các cái kỹ thuật ít xâm lấn gây ra những cái gọi là tổn thương tối thiểu để mà giúp chúng lấy được những viên sỏi ra, mà người bệnh phục hồi lại cái sức lao động rất là nhanh, mà gần như không bị mất sức khỏe bao nhiêu hết. Vâng, như vậy một trong hai phương pháp được xem là ít xâm lấn nhất để điều trị sỏi thận đó là phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể và phương pháp tán sỏi qua da, phải không thưa Phó Giáo sư? Vậy thì đầu tiên xin Phó Giáo sư có thể vui lòng cho biết phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể có vai trò và giúp ích gì cho bệnh nhân bị sỏi thận? Cái tán sỏi ngoài cơ thể thì nó hiện nó là một cái kỹ thuật ít xâm lấn và gần như nó không có gây đau đớn gì cho bệnh nhân. Người bệnh là khi bị sỏi ở bể thận hoặc là sỏi ở niệu quản đoạn trên thì được áp dụng cái phương pháp này. Thì áp dụng cho những cái sỏi mà có kích thước dưới 2 cm, thì khi bệnh nhân chỉ cần nằm trên một cái bàn chuyên dùng của cái máy tán sỏi ngoài cơ thể, và sau đó là giống như chúng ta nằm coi tivi vậy thôi, thì sau khoảng 1 tiếng thì chúng ta mở máy và chúng ta đánh, thì bệnh nhân thì cảm giác nó hơi rát cái vùng đánh một chút và hoàn toàn không đau đớn gì. Và sau khi tán lần nhất thì có thể những cái viên sỏi nhỏ là tán luôn, nát ra luôn,
và bệnh nhân sẽ được đi tiểu để ra những cái mảnh sỏi nhỏ ra ngoài. Còn những cái sỏi lớn thì có khi chúng tôi phải tán 2 đến 3 lần. Và sau vậy thì mỗi lần tán thì bệnh nhân sẽ bị vỡ viên sỏi ra một ít và hoàn toàn sau đó là tự đào thải, tự cơ thể đào thải ra ngoài theo đường nước tiểu. Và ở đây thì tôi cũng xin nói rõ là trước kia giai đoạn đầu của cái phương pháp mà tán sỏi ngoài cơ thể này thì tới 70% sỏi thận, sỏi niệu quản là đoạn 1/3 trên ấy, là đã được dùng phương pháp bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể. Và đến thời điểm này thì có nhiều các cái phương pháp khác cùng phối hợp và hỗ trợ, cho nên cái tỷ lệ này nó có giảm xuống, nhưng mà tán sỏi ngoài cơ thể cũng vẫn là một cái lựa chọn rất thích hợp với rất các bác sĩ nội khoa cũng như là cho bệnh nhân. Vậy phó giáo sư có thể cho biết cái cơ chế mà mình dùng để tán sỏi ngoài cơ thể là cơ chế nào hay không thưa phó giáo sư? Cơ chế mà tán sỏi ngoài cơ thể là dựa vào cái năng lượng của sóng siêu âm. Thì sóng siêu âm nó phát ra một cái chùm tia. Thì chùm tia này nó có thể nó xuất phát điểm ở nhiều nơi, nhưng nó hội tụ tại một cái điểm, là điểm lên là điểm viên sỏi. Thì sau khi nó đánh như vậy thì khoảng 3, đa số là đánh khoảng 3.000 cái sóng xung thì cái viên sỏi sẽ được vỡ ra. Nếu viên sỏi to thì chúng ta sẽ đánh tập trung vào một cái điểm viên sỏi để nó vỡ dần, rồi những lần sau sẽ tán tiếp. Nhưng mà đa số nếu viên sỏi nhỏ thì đánh trúng một viên là nó sẽ vỡ nát ra. Vỡ nát ra thì sẽ tạo ra nhiều cái mảnh nhỏ và cơ thể sẽ tự đào thải ra ngoài bằng đường tiểu. Liệu rằng cái việc tán sỏi ngoài cơ thể tuy là nó nhẹ nhàng như thế nhưng nó có chống chỉ định đối với những đối tượng nào hay không ạ? Áp dụng cho cái sỏi này ấy, thì hầu như là nó rất ít các cái chống chỉ định. Là thường là những cái sỏi mà như vừa nay tôi nói là những sỏi dưới 2 cm. Thì ở đây thì tôi lại phải trở lại cái phác đồ điều trị một chút. Thì sỏi tiết niệu của chúng ta thì những sỏi nhỏ đấy, hoàn toàn cơ thể chúng ta có thể được bài đào thải theo đường nước tiểu và đái ra ngoài. Thì còn những sỏi lớn không vỡ được thì bây giờ là chúng ta có cái phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể. Cái phương pháp nào cũng đều có những cái chống chỉ định của nó. Ví dụ phụ nữ có thai thì không nên. Hoặc là những người bị bệnh lý gù vẹo cột sống là cũng không nên không thực hiện được những cái phương pháp này. Còn các phương pháp nào mà miễn là bệnh nhân nằm mà yên phối hợp được là chúng ta tán được. Và thứ hai là cái niệu quản của bệnh nhân phải được thông suốt. Cái gốc vấn đề là niệu quản hai bên của bệnh nhân phải được thông suốt, để gì khi tán nhiều mảnh sỏi vụn nữa đó thì bệnh nhân nó cái dòng nước tiểu nó kéo những viên sỏi nhỏ và được tiểu ra ngoài. Vâng, và điều mà rất nhiều bệnh nhân quan tâm là nếu như thực hiện cái phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể này, phải chăng là sỏi sẽ không tái phát trở lại? Những cái sỏi nhỏ chúng ta có thể tán một lần, sỏi lớn hơn thì chúng ta phải tán 2 lần hoặc 3 lần. Rồi những cái sỏi lớn hơn nữa, ví dụ cỡ 15-20 mm, thì những cái sỏi đó thì có khi phải tán tới 3 lần. Cái viên sỏi mà mình đã lấy ra rồi thì coi như là đã xong. Thì hoàn toàn nếu như chúng ta không phòng ngừa tốt, ví dụ nhiễm trùng tiểu tái đi tái lại hoặc là bị bế tắc đường tiểu thì hoàn toàn bệnh nhân có thể bị những viên sỏi mới. Thì là cái này không phải là nguyên nhân tại cái viên sỏi cũ mà là tại cái bệnh lý về sỏi nó gây ra. Đơn vị này đầu tư trang bị để ứng dụng kỹ thuật tán sỏi qua da, công nghệ điều trị tiên tiến đang được các quốc gia phát triển triển khai và áp dụng rất thành công. Với giải pháp này, giúp người bệnh ít đau, mau hồi phục và ít xâm lấn. Bệnh nhân bị một viên sỏi tại thận với kích thước 2,8 cm, chiếm bể thận trái, làm tắc nghẽn, thận trái ứ nước độ 2. Đây là dạng sỏi lớn. Trước đây khi mổ hở, đường kính lên đến 25 cm, thì hiện nay diện tích tổn thương chỉ còn 1 cm. Sau khoảng 60 phút ca mổ thành công, viên sỏi được tán nhỏ và được thải ra ngoài theo đường bài tiết. Sau điều trị, tình trạng của bệnh nhân diễn tiến tốt, các chỉ số xét nghiệm thận bình thường và được xuất viện. Hôm nay là mổ này mấy ngày rồi? Ngày thứ 6 ha. Thế ăn uống được chưa? Hồi phục rồi, chắc cũng cỡ 80%. Anh về anh tiếp tục anh uống nhiều nước để những cái sỏi cắt nhỏ nhỏ đấy có thể đái được. Rồi sau 1 tuần, 2 tuần anh sẽ trở lại anh khám nha.
Dâm và quý khán giả vừa theo dõi một ca tán sỏi qua da được thực hiện tại Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, và người thực hiện phương pháp này đó chính là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đàm Văn Cương. Chúng ta hãy cùng quay trở lại cuộc trò chuyện để tìm hiểu rõ hơn về cái giải pháp này nhé. Thưa Phó Giáo sư Đàm Văn Cương, qua cái phương pháp mà tán sỏi qua da thì chắc rằng rất nhiều người muốn biết cái cơ chế mình dùng để sử dụng cái phương pháp tán sỏi qua da này là gì ạ? Cái phương pháp mà tán sỏi qua da là một cái phương pháp mà phải nói nó áp dụng mà bổ sung cho một cái phương pháp cũng ít xâm lấn, đó là phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể. Phương pháp tán sỏi cơ thể là cái phương pháp mà chúng ta tán cho những cái sỏi dưới 2 cm mà thôi. Còn đây á, là cái phương pháp tán sỏi qua da là những phương pháp mà tán sỏi lớn từ 2 cm lên 3 cm hoặc thậm chí hơn. Cái hay của phương pháp này là chúng ta chỉ cần đi vào phía của cái khu vực hố thận này, và chúng ta đi chỉ cần rạch ra khoảng cỡ 10 cm, 10 mm, rồi sau đó chúng ta khoan một cái lỗ và chúng ta đưa thẳng cái dụng cụ vào qua nhu mô thận để vào tới bể thận, và chúng ta đặt máy, chúng ta đưa máy, máy ở đây thì cái máy nội soi, và sau đó là dùng cái năng lượng laser để chúng ta vào để gặp viên sỏi, chúng ta tán nát ra. Sau khi tán nát thì chúng ta sẽ dùng cái dụng cụ để bơm rửa và hút các cái mảnh sỏi ra ngoài. Thì đây là một cái phương pháp gọi là như nước Việt Nam mình hiện nay, thì gần đây là chúng ta nên nhớ là nước chúng ta là nước nhiệt đới, và tình về dân trí cũng như là về điều kiện sống của chúng ta cũng còn hạn chế. Vì vậy cho nên là cái tỷ lệ mà những người bị sỏi lớn vẫn còn nhiều. Ở các nước thì cái sỏi này thì hiếm lắm rồi. Nhưng chúng ta phải hiểu, ví dụ như vẫn nghe nói là sỏi thận, sỏi san hô. Thì những cái sỏi này thì rất thích ứng với cái phương pháp tán sỏi qua da. Thì phương pháp này thì là một cái phương pháp mà nó thay thế giúp cho mổ hở. Mà trước kia là những cái sỏi san hô đó, cái thời chúng tôi đi học đó, thì có nhiều trường hợp sỏi san hô chúng ta phải cắt thận. Thì bây giờ những cái chuyện cắt thận để lấy sỏi giờ hiếm lắm rồi. Mà chúng ta nhờ cái phương pháp tán sỏi qua da này mà chúng ta vào thận, rồi vào bể thận chúng ta tán nát và chúng ta lấy ra ngoài, trong khi chúng ta vẫn giữ được cái quả thận cho bệnh nhân. Và cái đó là cái rất là quý của phương pháp. Phương pháp tán sỏi qua da thì mình sẽ dùng cái cơ chế nào để mà tán cái viên sỏi này ạ? Cái cơ chế tán sỏi này thì nó dùng cái phương pháp gọi hiện nay giờ cái năng lượng laser. Thì cái máy laser hiện nay thì có thể dùng để tán sỏi bằng quang, tán sỏi niệu quản. Thì bây giờ chúng ta đưa thêm bằng cái kỹ thuật này để chúng ta vào tới bể thận, để chúng ta đưa cái dụng cụ bằng cái dây laser đó để chúng ta tạo ra một cái năng lượng và làm tận nát được cái viên sỏi ở trong bể thận, và sau đó chúng ta đã hút nó ra. Cái khó nhất là chúng ta tạo được cái đường hầm đó, là đường hầm mà chúng ta đặt được cái, có một cái, nó gọi là một cái đường dò để đi vào tới bể thận. Về cái phương pháp thứ nhất là tán sỏi ngoài cơ thể, thì phương pháp đó thì hầu như là chỗ nào mà có bác sĩ tiết niệu được đào tạo và trang bị máy thì chúng ta làm được. Nhưng riêng cái tán sỏi qua da đó thì nó đòi hỏi là máy là đương nhiên rồi, nhưng mà cái phải có con người. Bác sĩ niệu thì cũng nhiều, nhưng mà cũng không có những bác sĩ làm được, nhưng có bác sĩ lại không quen với kỹ thuật này, cho nên nó đòi hỏi phải cái kỹ năng để mà đi vào đặt được máy thì mới được. Thế nó khó hơn. Thì như bệnh viện đây thì của chúng tôi thì có cả hai cái phương tiện này, và những con người thì cũng đều có thể làm được. Thì đấy là một cái, tôi nghĩ thì bệnh viện Đại học Nam Thơ ở đây đã được trang bị cái máy rất là hiện đại. Và bệnh nhân phải nói là sau khi tán sỏi dù ngoài cơ thể hay là tán sỏi ngoài qua da đó thì bệnh nhân rất là hài lòng. Dần đến đây thì chúng tôi xin thay mặt những người thực hiện chương trình gửi lời chân thành cảm ơn đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đàm Văn Cương, chuyên khoa tiết niệu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đã tham gia tư vấn cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay, và gửi đến cho khán giả Đài Truyền hình Vĩnh Long những thông tin hết sức là bổ ích. Kính thưa quý khán giả, chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long kỳ này đến đây cũng xin được tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình tuần sau.